Xin chào các anh chị, các bạn. Xin chào. Trong video bài học này thì tôi sẽ xin phép được liệt kê, một số những cái cách thức, một số những cái loại content marketing hay còn gọi là làm marketing bằng nội dung số để các bạn có thể tham khảo và áp dụng cho mình, hoặc đúng hơn là các bạn chẳng cần phải nghĩ gì cả, chỉ cần làm theo đúng những cái thể thức này là chúng ta có thể là đã là đang đúng sách về content marketing rồi. Được chưa ạ? Thì nó thực sự là tôi cũng nói với các anh chị là nó có rất nhiều các cái thể thức khác nhau, các cái loại khác nhau. Thì tôi xin phép liệt kê một số ở đây thì các anh chị và các bạn cứ tham khảo xem là mình chọn ra cái gì nó phù hợp. Được chưa ạ? Thứ nhất là chúng ta có thể làm dưới dạng là list, tức là mình liệt kê ra các danh sách. Thí dụ như là 5 công cụ cần thiết cho marketing, hay là danh sách những món đồ dành cho các mẹ bán hàng sơ sinh. Đấy, thì rất là tốt, đúng không? Một người bầu người ta lên mà người ta tìm một cái list những đồ cần mua. Thế thì ai sẽ làm content này? Ở đây chính là những cái đơn vị bán đồ trẻ em. Đấy là dạng list, đúng không? Liệt kê ra. Thứ hai là how to, tức là gì? Làm như thế nào, đúng không? Tôi đã làm như thế nào? Tôi đã kiếm tiền như thế nào? Tôi đã hoàn thành cái bánh này như thế nào? Đấy, how to chúng ta có thể làm dưới dạng bài viết, làm dưới dạng text, làm dưới dạng ảnh, làm dưới dạng video đều được. Đấy là tôi đang nói về chủ đề đấy, đúng không? Rồi thì Q&A, tức là những câu hỏi và câu trả lời. Hỏi là thế này, đáp là thế này, hỏi là thế này, đáp này. Đấy là một dạng content cũng rất là tốt, đúng không? Tại sao? Why? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại thế này? Tại sao quảng cáo lại không hiệu quả? Tại sao viết content lại không hay? Đấy là những cái tại sao, đúng không? Rồi thì chúng ta cũng phải giật tít tối ưu cho sale. Chúng ta làm sale thì tối ưu sale. Chúng ta phải làm tất cả những cái định dạng về URL, rồi thì meta description, rồi thì những cái phần thẻ H1, H2, H3, H4 vân vân. Đấy là phần kỹ thuật. Đấy là chúng ta phải tối ưu cho sale trong quá trình chúng ta viết, đúng không? Tiếp tục là ví dụ như là case study, tức là gì? Những cái tình huống case study, tức là những cái tình huống nghiên cứu điển hình. Đấy, thì chúng ta có thể liên tục kể case study. Giả sử như bây giờ thầy Phan Anh có một cái trang web là pamarketing.vn, đây là trang thật của thầy, đúng không? Thì thầy sẽ liên tục nghiên cứu các tình huống điển hình, công ty A, công ty B, trường hợp C, khách hàng D. Như vậy các bạn sẽ rất thích đọc những cái dạng content như thế này, đúng không? Testimonial, tức là những cái người nổi tiếng, những cái trải nghiệm quý giá của khách hàng, của những người nổi tiếng nói về sản phẩm và dịch vụ của mình, thì tôi nghĩ cũng rất là tốt để các bạn có thể làm cái dạng content này. Hay là những cái câu trích dẫn nổi tiếng, đúng không? Cái câu trích dẫn nổi tiếng mình hay gọi là cái câu quote đấy, đúng không? Quote. Thì những cái câu này cũng rất là hay. Chẳng hạn như là một số cái fanpage thường xuyên là trích dẫn những câu nổi tiếng của những cái vị nhân, của những nhà khoa học, của những người nổi tiếng, của những người thành công, và cũng có cái lượt share, lượt chia sẻ rất là tốt, đúng không? Thế thì có thể định dạng tiếp theo là phỏng vấn báo chí, phỏng vấn truyền hình. Đấy là một cái dạng nội dung có thể thông qua dạng là báo chí, dạng text, có thể thông qua dạng truyền hình, dạng video, hoặc phỏng vấn giả tưởng cũng được. Một cái dạng tiếp theo đấy là dạng demo, tức là chúng ta làm mẫu một số những cái sản phẩm, dịch vụ. Thế thì chúng ta làm demo, đấy là một cái dạng cũng rất là hay. Tiếp theo đấy là product review, tức là chúng ta sử dụng một cái dạng là chúng ta sẽ review ở đây, tức là gì? Đánh giá về sản phẩm. Thí dụ như là trang tinh tế là một cái trang mà người ta nói về review rất là nhiều. Hoặc là một cái kênh YouTube hiện nay cũng rất là nổi tiếng, đấy là chuyên review các cái sản phẩm công nghệ. Và bây giờ cái kênh đấy cũng kiếm được rất nhiều tiền nhờ các cái tài trợ quảng cáo. Một cái định dạng content tiếp theo các bạn có thể làm đấy là định dạng content so sánh, compare, hoặc là versus, tức là cái này đấu với cái này, đúng không? Like đấu với share. Đấy, versus tiếng Anh là VS đấy, đúng không? Compare, so sánh. Ví dụ so sánh marketing truyền thống với so sánh marketing hiện đại, so sánh người Á Đông với so sánh với người phương Tây. Còn cách thể hiện có thể là text, có thể là ảnh, có thể là video, đều rất là tốt. Các định dạng tôi đã nói rồi. Còn đây tôi đang nói về góc độ như chủ đề, các cái chủ đề content mà các bạn có thể đi theo, đúng không? Rồi thì company news, tức là những cái tin tức về công ty. Hôm nay tôi đi du lịch, hôm tôi đi làm từ thiện,
công ty hôm nay có tổ chức sinh nhật vân vân, đấy gọi là company news, hoặc là cái business news, những cái tin tức về tình hình kinh doanh hay là khách hàng của mình đều có thể được, hoặc là industrial news, tức là những cái tin tức trong ngành của mình. Ví dụ như là thầy Phan Anh làm trong lĩnh vực online marketing thì bất kể những cái câu chuyện gì về cái ngành này thì thầy Phan Anh đều có thể chia sẻ. Hoặc là một cái dạng là dạng raw up, tức là mình có thể làm những cái content mà theo cái dạng chương hồi, theo những cái dạng mà chúng ta sẽ liên tục phát triển những cái nội dung để mà cắt thành các cái từng phần, từng chương, từng hồi, đúng không? Nội dung tiếp theo nữa các bạn cũng có thể suy nghĩ đến là book reviews, tức là gì? Chúng ta có thể là đi feedback hay là review, đánh giá về những cái cuốn sách, cuốn truyện, hoặc là những cái tác phẩm nào đó, hoặc là đánh giá về những con người nào đó, hoặc là đánh giá về những công ty nào đó, với cái tư cách này chúng ta là một chuyên gia thì cái content này cũng rất là thú vị, đúng không? Hoặc là một dạng là opinion, tức là mình đưa ra các cái ý kiến của mình, tôi nghĩ về cái này, tôi nghĩ về thế kia, đúng không? In my opinion đấy. Thế rồi thì tiếp theo là một cái chủ đề ví dụ như là personal story, tức là những câu chuyện cá nhân cũng rất là tốt. Ví dụ thầy Phan Anh khởi nghiệp như thế nào, thầy Phan Anh nghèo khó ra sao, tay trắng làm nên đống nợ như thế nào, đấy, cách kiểu như vậy. Đấy là những cái gọi là personal story cũng khá là ok. Rồi thì sao nữa, nội dung tiếp theo hay cái chủ đề tiếp theo các bạn cũng có thể cân nhắc, đấy là prediction, tức là gì? Đây chính là gọi là dự đoán. Ví dụ như là xu hướng marketing online 2012, hay là 10 dự báo về xu hướng online marketing 2021. Đấy. Đấy, ví dụ như thế, hay là 10 cải cách mà Facebook sẽ áp dụng trong năm 2020. Cái đấy người ta gọi là content prediction, là dự báo, phán đoán, đúng không? Rồi, một cái chủ đề đấy là chủ đề về thành công, thất bại, kinh nghiệm. Thì mọi người đều rất thích đọc những cái nội dung này. Tôi thành công như nào, tôi nỗ lực như nào, tôi vất vả như nào, đều mọi người cũng rất là thích. Theo cái hướng là thành công, thất bại và trải nghiệm, nó cũng thuộc dạng là personal story. Ví dụ như là personal thì nó thiên hướng là tình yêu, hôn nhân, giới tính, gia đình hơn. Thế còn success hơn thì nó có xu hướng là liên quan đến công việc, liên quan đến kinh doanh, đúng không? Rồi thì những cái gì là nên làm và không nên làm cũng rất là tốt, đúng không ạ? Nên cái này và không nên kia thì cũng là một cái dạng content cũng rất là hay. Đấy, rồi thì chúng ta cũng có thể làm đưa ra những cái nội dung mà để tăng cái lòng tin và đánh vào cảm xúc. Đấy là những cái chủ đề rất tốt nha, tăng lòng tin, đánh vào cảm xúc, đánh vào cái tình yêu, sự thương cảm. Một cái chủ đề nữa mà tôi nghĩ cũng rất là tuyệt vời, đấy là chủ đề research, tức là chúng ta đưa ra các bài nghiên cứu. Bài nghiên cứu cũng có thể là một cái nội dung rất là tốt. Tuy nhiên lượt đọc thì không lớn, nhưng mà cái chất lượng khi mà người ta đã tải những cái bài này rồi thì rất là ok. Một cái định dạng nữa là những cái định dạng là fact and stat, tức là gì? Những sự thật và những con số thống kê. Thì đây cũng là một cái định dạng mà rất nhiều người mà cần muốn sử dụng và cần tìm. Ví dụ như là 5 sự thật về cái này, 10 sự thật về cái kia, hay thống kê về Internet ở Việt Nam hay Facebook ở Việt Nam, vân vân, cũng rất là hay, đúng không? Thế thì làm thế nào để chúng ta có thể kể được một câu chuyện hay ho về thương hiệu, về một con người hay về một cái gì đó mà chúng ta đang muốn làm, đúng không? Thì chúng ta có thể là sử dụng cái chủ đề là guide, tức là các hướng dẫn. Chúng ta cũng có thể tạo ra các worksheet, tức là những cái file để làm việc. Rồi từ file Excel, file PowerPoint, hay là file Word, hay là rất nhiều các cái định dạng khác như là file đồ họa, file video, có thể chia sẻ,